ngày 26 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu hai đoàn bay trực thăng khảo sát về công tác quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất bay lên khảo sát vòng quanh khu vực Hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh. Sau đó tiếp tục bay khảo sát dọc theo sông Sài Gòn, từ thượng nguồn huyện Củ Chi qua Hóc Môn, thành phố Thủ Đức về Cần Giờ, bay vòng quanh bán đảo Cần Giờ, sau đó bay khảo sát dọc theo khu công nghiệp Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, vòng về khảo sát khu vực huyện Nhà Bè, quận 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Trao đổi với báo chí sau chuyến bay khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, chuyến bay đợt này nhằm phục vụ việc nghiên cứu quy hoạch thành phố cũng như rà soát quy hoạch chung thành phố. Kết quả chuyến bay khảo sát là nguồn tư liệu rất quan trọng để thành phố quy hoạch lại sát thực tế hơn, đặc biệt trong bối cảnh đẩy nhanh liên kết vùng, phát huy trục sông Sài Gòn cũng như hành lang ven biển. Về phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, sau khi có nghị quyết 98, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành rà soát các không gian dọc theo các tuyến đường vành đai 2, 3, tuyến metro 1, 2 và các đường cao tốc kết nối. Đặc biệt, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, qua đó thành phố rà soát không gian phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng. Đây cũng là cái lõi để phát triển đô thị trung tâm thành phố trong tương lai. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, qua chuyến bay khảo sát, thành phố nhận thấy việc phân bổ, bố trí sử dụng đất của thành phố còn nhiều bất cập, kém hiệu quả. Hiện có rất nhiều khu vực da beo đang xen. Điều này đặt ra quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới làm sao phải cấu trúc lại khu sản xuất, khu dân cư nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất. Qua chuyến khảo sát, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá dư địa sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều tiềm năng. Đặc biệt, đất trống ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi còn rất nhiều, chưa được khai thác hiệu quả. Chuyến khảo sát này giúp các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá tổng thể để có một quy hoạch chất lượng, bài bản nhằm khai thác tối đa việc sử dụng đất.